Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma của nhiều tác giả cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện của tác giả Nguyễn Sinh tên là Duy Nghiệp các bạn. Và khi mà Thi đọc câu chuyện này, Thi cảm thấy rất là xúc động. Câu chuyện diễn ra trong một bối cảnh một chiều mưa, người cha tên là Tâm và đứa con trai nhỏ tên là Khoa. Hai cha con á là mặc dầu là trời mưa rất là lớn, nhưng mà người cha vẫn chở đứa con mặc áo mưa sờn cũ phía sau để mà đi tìm vòng những cái con hẻm nhỏ để mà tìm nhà trọ ở các bạn. Thì sau một hồi tìm tòi thì người cha cũng dừng lại trước nhà của một người, và trong lúc đứa con đang nhìn những cái bong bóng mà mưa đang nhìn theo những cái bong bóng đó thì người cha mới gọi đứa con vào, kêu là Khoa ơi vào đây con, khoanh tay lại chào cô Tư đi. Thì cô Tư chủ nhà khi mà nhìn thấy đứa bé liền nói rằng đó là đứa bé này hả là mặt mày cũng sáng láng quá chớ. Và sau khi mà màn chào hỏi qua rồi thì cô Tư này mới dẫn hai cha con đi qua một cái mảnh vườn các bạn, và đưa đến một cái trái lá nhỏ, trong đó thì cũng có nhiều đồ đạc cũ nhưng mà cũng hơi chật chội. Thì lúc này cô Tư mới nói rằng đó là tôi thương tình anh là gà trống nuôi con, cho nên đó là tôi cho anh thuê cái trái lá nhỏ này là chỉ 100.000 một tháng, là lấy cái giá mà tượng trưng thôi. Thì trong cái lúc đó là thằng nhỏ này á, khi mà nhìn thấy là cái nhà cũng khang trang và mưa không có bị dột như là cái nhà của nó dưới quê các bạn, cho nên đó là nó rất là thích thú. Còn riêng người cha thì giống như là cò kè cái giá xin bớt thêm nữa. Thì cô Tư mới nói rằng đó là cái này giá này là coi như là rẻ nhất rồi, không còn hả là cái giá nào rẻ hơn như vậy thôi. Nếu mà anh không chịu á thì thôi vậy còn anh cứ đi tìm chỗ khác mà thuê đi. Thì khi mà anh Tâm nghe như thế thì anh Tâm buồn rầu và cũng thôi cũng đồng ý, nhìn đứa con mình nó cũng thích thú quá các bạn. Do là mẹ của nó là từ lúc mà nó còn nhỏ, lúc mà mới có 3-4 tuổi là mẹ của nó đã bỏ đi, do là cái cảnh nghèo hèn quá cho nên nó là mẹ của nó bỏ cha con nó đi không ở chung nữa. Và khi mà mẹ nó đi á là nó khóc rất là nhiều các bạn, và cha của nó là cái anh chàng tên Tâm này xuất hiện nói rằng là mẹ đi làm xa, mai mốt mẹ có tiền á là mẹ về mẹ mua quà cho con. Thì khi mà nghe cha mình nói vậy á thì Khoa mới cảm thấy là an ủi được phần nào, và thời gian cũng dần trôi đi. Thì Khoa cũng liên tục hỏi cha mình rằng khi nào mẹ về, mẹ đi đâu lâu quá. Thì khi mà Tâm nghe con hỏi như vậy, Tâm cảm thấy rất là đau lòng các bạn. Và nhìn thấy con mình cũng thích thú ở một cái căn chòi mới mà không có bị dột như ở nhà thì Tâm cũng cảm thấy là vui cái lòng của mình. Thì qua ngày hôm sau, sau khi mà dọn dẹp gọn gàng rồi thì tuy rằng có chật chội một chút xíu nhưng mà cũng đầy đủ những cái vật dụng cũ mà cái người thuê trước người ta bỏ lại thì cũng không có cần mua gì nhiều. Thì Tâm mới nói với lại con trai của mình rằng đó là bây giờ ba đã xin được một cái công việc bảo vệ, nhưng mà công việc này á là ba phải đi trực đêm cho nên nó là con ở nhà mình con có sợ hay không. Thì thằng bé này khi mà nghe cha nó nói vậy thì nó cũng nhớ là ngày xưa khi mà mẹ bỏ nó đi á là lúc đầu mẹ nó còn ở thì hai mẹ con nó hàng đêm vẫn ở ngủ chung với nhau, ba của nó thì phải đi mà câu cá rồi soi ếch đêm á tới tờ mờ sáng mới về các bạn. Thì khi mà mẹ nó bỏ đi rồi thì cái lúc mà ba nó đi đêm như vậy, và lúc đầu thì nó còn sợ nhưng mà từ từ thì nó quen dần và nó ngủ một giấc tới sáng là cha của nó đã về rồi các bạn. Thì nó liền nói với lại ba nó rằng á là ba yên tâm đi, con á là quen rồi con không sợ đâu, ba cứ làm yên tâm đi, yên tâm làm để mà dạng như là có tiền lo lắng cho cái cuộc sống này. Nó còn nhỏ nhưng mà nó cũng hiểu được cái điều đó. Thì khi mà nghe con trai mình nói á, là Tâm khỏe cảm thấy xúc động và cũng yên tâm cái phần nào các bạn, và hả là cũng đỡ lo lắng là do là cái nhà của cô Tư chủ nhà đó là chỉ cách có vài chục thước ở đó thôi, cho nên có chuyện gì thì con của mình cũng có thể chạy qua đó để mà tìm cô Tư cũng được, không sao, cô Tư cũng là một người tốt bụng. Thì sau những cái đêm mà Tâm đi làm đêm như vậy thì thằng bé Khoa này nó ở nhà, thì trong lúc mà nó ở nhà thì nó thấy trong một cái thùng cũ, và cái thùng này là được cất
trong một cái góc nhà các bạn, thì khi mà nó lôi cái thùng này ra thì nó thấy một tấm chân dung, và khi mà nó chùi, nó lau chùi sơ cái tấm chân dung này thì nó thấy một cái hình ảnh của một người phụ nữ. Và người phụ nữ này á, là nên cũng lớn tuổi và trông giống như cái cô Tư chủ nhà vậy đó, nó cũng không biết là ai và nó cứ chùi vậy. Thì khi mà nó buồn ngủ quá, nó ngủ gục luôn các bạn, và vừa lúc đó là có một người đứng ở ngoài trông thấy nó ngủ gục thì mới đi vào trong nhà và ảnh nó lên giường và cũng lo lắng cho nó giống như là một người thân vậy đó. Và nó có cảm giác giống như là mẹ của mình về. Thì sau nhiều ngày như vậy là cứ hàng đêm mới là ông Tanh này đi làm, người cha đi làm là cái người này đều đến các bạn. Và cái người này bảo nó là kêu nó gọi bằng mẹ. Thì trong lúc mà một hôm là hai cha con ngồi ăn cơm với nhau thì nó mới kể cho cha nó nghe rằng đó là ba ba mẹ về rồi. Thì Tâm mới nghe như vậy và Tâm cảm thấy cũng khó chịu, các bạn nói rằng đó là làm gì có chuyện đó con, mẹ con đâu có biết được cái chỗ này đâu mà về. Nhưng mà thằng nhỏ thì nó nhất quyết là nó nói rằng đó là mẹ nó đã về. Thì do là nó còn con trẻ các bạn, và nó cũng vui mừng cái điều đó, cho nên Tâm cũng cảm thấy khó chịu và cấm con mình nhắc tới chuyện đó. Và khi mà nhìn thấy cái ánh mắt cha của nó nghiêm nghị á, cho nên nó cũng không có dám nhắc nữa các bạn. Thì trong một lần đó là tự nhiên á, là thằng nhỏ này nó bị đổ bệnh, nó bị sốt, thì Tâm phải nghỉ làm ở nhà lo cho con. Thì trong lúc mà đang hả là dọn phía trước để mà nấu cháo cho nó ăn á, thì trong phía sau là cái thằng nhỏ này nó bị sốt rất là cao. Và trong cái lúc mà mê sảng đó là nó cứ kêu cha ơi cha mẹ về rồi kìa, cha mẹ về rồi kìa. Thì Tâm mới nhìn vào các bạn, và khi mà đi vào thì thấy con mình nó là đang ngồi dậy và lần giống như là quờ quạng cái tay vậy đó, mẹ ơi mẹ thì kêu như vậy. Thì tự nhiên lúc đó là cái cảm giác của Tâm rất là sợ, và cái sống lưng nó là bắt đầu nó lạnh các bạn, và sợ hãi dữ lắm khi mà nhìn con mình cứ hả là đưa tay và cứ đi lần xuống để mà đi đến cái góc nhà chỗ mà để cái thùng cũ đó. Thì Tâm mới nói rằng là con ơi lên giường nằm sao mà con đi đâu. Thì thằng nhỏ này nó nhất quyết là nó gạt cái tay của cha nó ra, mà trong khi đó là cái sức của nó là một đứa bé rất là nhỏ mà nó không thể nào mà nó mạnh hơn một người đàn ông được các bạn. Nhưng mà lúc này không hiểu sao là cái sức của nó rất là mạnh. Thì khi mà nó đến cái thùng đó, bắt đầu nó moi trong cái thùng nó ra một cái bức chân dung. Và khi mà Tâm nhìn cái bức chân dung đó thì Tâm cảm thấy rất là sợ các bạn, và hoảng sợ dữ lắm. Thì khi mà nghe cái tiếng đổ vỡ ở bên nhà bên đây thì cô Tư chủ nhà cũng chạy qua, và khi nhìn thấy cái bức chân dung này á, là cô Tư cũng bắt đầu sững người lại. Thì cái cảnh đó bắt đầu nó kết lại tại đó. Thì qua ngày hôm sau là thằng nhỏ này á, là nó đang đứng khép nép để mà nó nghe cái câu chuyện mà của cha nó với lại cái cô Tư này nói chuyện với nhau. Thì nó nghe ai tên Hạ Vân các bạn, và nó đứng khép nép và nó nghe. Thì lúc này á, là cha nó mới vào và kêu nó vào hỏi nó rằng á, là sao mà con quen cái người trong hình đó. Lúc này nó cũng đã khỏe hẳn rồi các bạn. Thì nó mới nói rằng á, là người đó là mẹ của con. Thì Tâm mới nói rằng không phải, đây không phải là mẹ của con đâu, mẹ của con là một người khác, người này là người lạ mà sao con lại gọi bằng mẹ. Thì thằng nhỏ mới nói rằng đó là mẹ ngày nào cũng đến, hết khi mà cha vừa đi làm á là mẹ đến và mẹ lo lắng chăm sóc cho con, cái mùi của mẹ rất là quen thuộc và mẹ kêu con á là hả là cứ gọi bằng mẹ đi. Thì khi mà nghe một đứa nhỏ mà nói lại như vậy thì hai người lớn này là cô Tư chủ nhà và anh chàng Tâm này đó là sững sờ lắm các bạn. Và lúc đó tự nhiên á là anh nhát thấy một cái bóng người ở ngoài sân, cái mảnh sân vườn đó, thì anh nhát thấy thì anh mới bước ra, và lúc đó trời cũng đã tối mịt rồi. Thì anh bước ra và anh nhìn thấy đằng cái cây gốc cây sa kia là có một cái bóng người phụ nữ, và người đó bắt đầu từ từ đi lại các bạn. Và khi mà cái người này đi lại gần á là tự nhiên á là anh dựng hết tất cả da gà và rất là sợ. Và khi mà trước đó thì anh cũng đã nghe cô Tư nói rằng á là cái người trong cái chân dung đó là chị cả của cô Tư này là tên Hạ Vân các bạn, và đã mất bệnh mất lâu lắm rồi. Thì Tâm rất là sợ và khấn vái rằng là cô Hạ Vân ơi đừng có
dạng như là đừng có hại con tôi, đừng có nhét cha con tôi nữa, cha con rất là đơn chiếc vậy rồi đừng nhét nữa. Thì cái người này cứ tiến đến gần 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 thì người này mới nói với anh Tâm này rằng là anh đừng có lo, tôi thấy là mỗi ngày anh đi làm là nó nằm chèo queo tội nghiệp dữ lắm, cho nên là tôi vào tôi an ủi tôi thương nó thôi chứ tôi không có muốn hại gì nó hết, anh đừng có lo yên tâm đi. Thì khi mà Tâm nghe cái hồn ma bóng quế, các bạn cái này là gọi là hồn ma bóng quế rồi, nói như vậy thì anh xúc động và anh cảm ơn. Và lúc này á, là cái cô này lại nói thêm rằng á, là bây giờ tôi muốn bàn với anh một chuyện cho nên tôi mới hiện về đây, đáng lẽ là tôi không có bao giờ là muốn hiện trước mặt anh như vậy đâu, nhưng mà bây giờ muốn bàn một chuyện là không biết là anh có đồng ý hay không. Thì Tâm mới hỏi dồn tới là chuyện gì, thì cô này mới nói rằng tôi định tác hợp cho em của tôi, em của tôi á, là tuy rằng không nói ra nhưng mà tôi biết là nó cũng có hả là thương cha con anh dữ lắm, thấy cái tình cảnh của hai cha con vậy là cảm thấy rất là thương các bạn, cho nên nó là tôi muốn tác hợp cho hai người. Thì khi mà Tâm nghe nói như vậy thì Tâm giống như là khi mà nghe như vậy thì cũng cảm thấy ngại, các bạn nghĩ rằng đó là mình nghèo hèn còn cái cô Tư này là có nhà cho thuê, đâu thể nào được. Thì cái cô Hạ Vân này nhất quyết là được, đêm nay tôi sẽ báo mộng cho nó là nó sẽ chịu, và phải thương yêu thằng nhỏ là thằng thằng Khoa nhỏ đó các bạn, và cả tôi nữa. Thì khi mà anh Tâm này nghe như vậy thì không hiểu cái cả tôi nữa là sao, thì hỏi tới nhưng mà cô này không trả lời các bạn, và liền tan biến đi, rùng mình một cái và tan biến đi. Thì đúng một năm sau là bắt đầu cái tác giả này viết tiếp, một năm sau các bạn là hai người này đã kết hôn với nhau và sinh ra một đứa con gái. Thì cái đứa con gái này cái gương mặt của nó rất là giống Hạ Vân các bạn, và anh Tâm này á, là coi như là nhất quyết đặt tên là Hạ Vân luôn. Và mỗi ngày á, là thằng nhóc nhỏ tên Khoa này đi học về là đều ôm em mình và ôm cổ người mẹ, là nó hồi đó là kêu bà chủ nhà là cô Tư đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà tuy rằng nó không có cái chi tiết gì rùng rợn đáng sợ hết nhưng mà nó cũng phản ánh một cái mặt nào đó của xã hội bây giờ. Kể cả cái xã hội hồi xưa mà tới bây giờ vẫn còn có những cái cảnh mà nghèo á các bạn, nghèo hèn vì người phụ nữ không có thể nào mà chịu nổi cái cảnh nghèo hèn, đã bỏ nhà ra đi, bỏ chồng, bỏ con như vậy. Thì đây là một cái hiện tượng xã hội là tới bây giờ vẫn còn các bạn. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, tuy rằng Thi không có sợ hãi lắm nhưng mà Thi cảm thấy xúc động, cho nên Thi cũng quyết định là chia sẻ lại với mọi người ở đây. Và đây là cái cuốn truyện mà Thi đọc nè, Ngôi nhà huyền bí của tác giả Nguyễn Sinh các bạn. Thì hy vọng rằng khi mà các bạn nghe xong, nếu mà thích nữa thì có thể tìm để mà mua đọc lại nha các bạn. Thì chỉ kể tóm tắt những cái câu chuyện trong đây cho mọi người nghe thôi, không có thể nào mà đầy đủ từ đầu đến cuối chuyện được. Đây là những cái tóm tắt mà gọn gàng nhất luôn. Thì bây giờ là xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc với lại các bạn là ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha. Thứ Chủ nhật là Thi không có kể chuyện. Nhớ đừng quên Thi nha mọi người. Xin chào.